Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, Quang Quyền Linh, chào bạn trai bên kia. Em là Phạm Nguyễn Hoài Trang, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Long An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm ở đâu? Dạ, em làm khu công nghệ cao quận 9 ạ. Quận 9? Dạ. Em ở đâu? Dạ, em ở Thủ Đức mà em làm quận 9. À, vậy cũng gần ha. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn gái và toàn bộ khán giả đang có trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Cường. Năm nay em 27 tuổi, em làm nhân viên của một công ty bảo vệ. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu em? Dạ, em là người Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu về ưu khuyết điểm đi. Rồi, bạn gái giới thiệu trước. Ưu điểm của em thì em, mọi người mà tiếp xúc với em lần đầu tiên anh sẽ nói là cái giọng của em hơi truyền cảm. Em là người thân thiện, dễ nói chuyện. Khuyết điểm của em thì em hay nói, cho nên nó sẽ có dẫn theo nhiều cái hệ lụy khác. Ví dụ như em vui thì em nói rất nhiều, khi mà ai đó mà kể cho em nghe một cái câu chuyện gì đó nó vui quá vậy, mày không được nói với ai nghe nha, cái em vui quá vậy là em sẽ đi kể cho một người nào đó nghe. À, có nghĩa là em hơi nhiều chuyện. Em không giữ được bí mật. Không giữ được bí mật. Dạ. Tiếp tục, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là sống tự lập được. Tại em hay đi công tác nên là những cái chuyện như nấu nướng, giặt giũ gì thì em tự làm được hết, biết quan tâm người khác. Còn khuyết điểm của em là chắc cũng giống bạn nữ, nói hơi nhiều. Chớ rồi, anh nói nhiều vậy anh có lắng nghe không? Em hết người biết lắng nghe tại vì em nói nhiều lắm. Yên tâm đi em ơi, thì em nói anh nghe, anh nói em nghe thôi chứ có gì đâu. Thì hai người cùng nói, ai nghe được nghe. Bạn Cường, dạ. Bạn được bao nhiêu mối tình rồi? Em được 3. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Chắc gần đây, số 5 thì nó hơi dài rồi. Bao lâu rồi? 4-5 năm gì rồi anh. À, tức là quen. Chia tay 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mối tình đó kéo dài bao lâu? 2 năm. Hai năm. Dạ. Tại sao lại chia tay? Lúc đó thời gian đó thì kinh tế gia đình em không có ổn định. Rồi bạn đó cũng vậy. Rồi bạn đó ở xa nữa. Bạn đó về quê là chia tay không lý do luôn. Chia tay không lý do. Tới phiên bạn gái, em trải qua mấy mối tình? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình. Một mối tình? Dạ, chia tay cũng lâu lắm rồi. Quen được bao lâu? Dạ, em quen cũng được 1 năm. Rồi lý do sao chia tay? Tại vì lúc đó em bận bộn bề á, nhiều thứ là em cảm thấy là không có thể tiến được nữa, cho nên em chia tay. Rồi sau đó em không quen ai luôn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Thì em bị ấn tượng bởi những anh mà mặc áo sơ mi trắng. Ồ. Có nụ cười tỏa nắng. Hả? À, bên kia nụ cười sao anh Linh? Nó cũng lúc nắng lúc mưa. Gì dạ. Nữa? À, anh thích anh cao cao. Cao khoảng mét mấy được? Cỡ mét 7 là rồi anh. Tại vì em thích cao là khi mà đứng gần bạn á, em có cảm giác em nhỏ bé, em được che chở. Yên tâm đi em ơi, anh có vỏ mà anh bảo vệ được em mà, yên tâm. Nhỏ, dạ. Nhỏ chưa chắc là thua. Đúng mấy rồi. Người cao mà anh. Bạn trai. Dạ. Mình muốn tìm mẫu người bạn gái thì sao? Em muốn tìm mẫu người bạn gái là biết quan tâm. Mẫu người bạn gái của gia đình. Sống đừng có vì bản thân mình quá mà cũng hãy biết đến mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh. Là biết lễ phép với cha mẹ. Những cái điều đó anh tin chắc rằng phụ nữ nào có gia đình cũng đều làm được hết. Không dạ. Có lo. Quan trọng là em có thích ngoại hình như thế nào không thôi. Em thì chỉ thích bạn nữ da trắng. Da trắng hả? Và dạ. Thích da trắng rồi tóc tai sao? Tóc thì đừng có ngắn quá. Nói chung là ngang vai trở xuống là được. Tóc thề đó ha. Dạ. Để anh xem có da trắng tóc thề không? Chờ con gái. Hên xui. Dạ. Da cũng có trắng. Mà tóc không có dài. Tóc dài, có dài. Nhưng mà dài mới tới ót thôi. Được không? Dạ, dạ, được. Được. Có tóc là được anh. Có tóc sợi tóc đầu thôi đúng không? Đúng rồi. Em gái. Dạ. Em không thích gì ở người chồng tương lai của mình? Dạ, em không thích con trai mà lười biếng. Với là một cái nữa là anh có, anh bên kia có hút thuốc không ạ? Có không em? Hút à, thuốc. Em không hút thuốc, không uống rượu. Chắc không? Chắc anh. Uống thì nhiều khi uống chai, chai chơi với bạn bè thôi chứ không có thích như vậy đó. Uống nước chanh sinh tố không à? Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Dạ.
chiều cao thì cũng có khoảng đó thôi, không cao mấy. Dạ. Nhưng mà anh dễ thương, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh tin chắc điều đó. Dạ. Rồi, đàn gái dễ thương. Bảo vệ là bảo vệ sao? Nãy giờ cứ nghe bảo vệ hoài. Thì hồi tính. Có võ gì không mà đòi bảo vệ? Tôi minh chứng cho cách bảo vệ cho coi nè. Dạ. Tôi khoe chút xíu cho bạn đàn gái coi nè. Nó nói bảo vệ nghe là thấy nhỏ con rồi đó. Tèn tới tèn tình tèn, biết cái gì không? Huy chương. Ồ. Tay kinh đô hả? Ừ. Này huy chương vàng ha. Dạ vàng anh. Huy chương vàng. Nhưng mà cỡ nào? Cỡ huyện, cỡ xã, cỡ tỉnh? Dạ em đánh toàn quốc ở Hà Nội có một cái huy chương vàng toàn quốc. Ghê. Toàn quốc. Tặng bạn gái cầm chơi chút trả lại. Cầm chơi. Vậy là bảo vệ em được chưa? Được chưa? Được. Ừ. Dạ chào ghê chị. Ghê ha, tướng nhỏ con mà giỏi dữ quá ha. Đó giờ mình có một huy chương này thôi hả? Dạ nhiều lắm chị. Nhiều lắm ha. Dạ. Ví dụ là huy chương gì nữa? Vàng bạc đồng có đủ hết chị. Là taekwondo thôi. Dạ taekwondo thôi. Bây giờ thí dụ như cái tướng em vậy thì kiểu như cỡ anh Quyền Linh vậy là anh em mấy giây em mới hạ ván được anh Linh. Dạ. Nhìn kỹ nha, tướng nó ghê lắm à. Dạ chắc cho em 3 giây đi. Thôi giỡn hoài ông, cái tướng nó bự là 3 giây. Dạ quan trọng là mình phải biết đá ở chỗ nào để mà người ta xỉn. Qua dữ thôi. Xin lỗi em, 3 tiếng chưa chắc em hạ anh nằm xuống chưa. Em sợ anh chạy. Bởi vì em chuẩn bị anh đã nằm rồi. Thôi sợ quá, có 3 giây thôi, yên tâm ha, bây giờ coi như rồi. Ngoài đường nguy hiểm, có bạn trai bảo vệ, yên tâm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em và ba anh trai mưa cùng một bạn đồng nghiệp. Rồi có anh trai mưa nè. Rồi chào cô. Dạ xin chào cô. Chương trình. Xin chào MC Quyền Linh, Quyền Thi Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hoài Trang. Theo hồi nãy giờ nhận xét thì thấy cháu bên đây cũng hiền, thấy cũng có nhiều cái điểm tương đồng với Trang. Thì nếu mà mình đến đây rồi thì cũng giống như mình đã có cái duyên với nhau. Thì thôi cô cũng muốn là hai đứa cho nhau cơ hội để rồi mình tìm hiểu nhau. Cô có yêu cầu gì bên nhà trai không cô? Cô thì không có yêu cầu gì. Cô chỉ muốn là nếu là rể nhà cô thì chỉ có sức khỏe nè, có đạo đức, biết lễ phép, kính trên nhường dưới là như đó là đủ rồi. Dạ. Cảm ơn bác. Con trai đi với ai? Dạ em đi với chị hai em gái, em rể với lại bạn thân. Rồi, wow, chị hai, cho gặp chị hai đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Quý vị khán giả trong khán phòng nè. Em là chị gái của Thanh Cường. Chị thấy em vô tương lai mình được không? Nhìn thấy thì cũng em gái bên đây cũng hiền, cũng dễ thương. Tính tình thì hai đứa cũng thấy là rất là có nhiều điểm tương đồng. Chị cũng mong là hai đứa cho nhau cơ hội để mình có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kéo rào. Đừng có hạ bằng gái 3 giây nha. Đó. Anh có món quà? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh ơi, em có một bó hoa tặng anh. À, cảm ơn. Dạ. Tại vì em thích trồng hoa cho nên là em mua hoa tặng anh. Hy vọng là cái này là cây hoa đầu tiên và sau này sẽ có nhiều cây hoa khác nữa. Giờ em mua tặng anh trồng. Dạ, cảm ơn nhiều. À, lần đầu tiên gặp em thì anh rung quá. Anh xin đi một bài quyền để cho em thấy là anh có đủ khả năng để bảo vệ. Dạ. Chừng lọt dưới rất chắc chắn, hơi gió không? Ôi dạ. Cô chừng mình có chừng. Ê. Sao em? Dạ. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Nói cho bạn trai nghe. Em cảm thấy cảm động. Cảm động. Tại vì bạn đã dành một cái bài võ nó tặng em. Em thấy anh em cảm nhận như thế nào vậy anh? Em cảm nhận anh là người chân thật, hiền. Anh thiệt thà lắm em. Vậy cảm nhận của em, của anh về lần đầu tiên của em như thế nào? Cảm nhận thì em là rất là xinh, kiểu hoạt bát, lanh, giao tiếp rất là ok. Em có yêu cầu gì về mà cái chuyện hẹn hò hay là như thế nào không? Dạ không, em thì đơn giản một tuần là một lần cũng được anh. Dạ, nhưng mà lâu quá thì em sẽ bị buồn. Em thích con trai hay con gái? Em thích con trai con gái thì em thì thích, nhưng mà nếu mà em thích nhất thì em sẽ thích con trai.
Tại sao lại thích con trai? Tại vì em thấy con trai hoạt bát, cũng giỏi như anh nè, thông minh đó. Em thích con trai hơn con gái. Con gái thì bánh bèo như em thấy em vô dụng vô tích sự nên là em bánh bèo dữ lắm hả? Dạ không, không dữ lắm đâu anh. Mỗi người một câu nữa thôi, nói cái cảm xúc thật sự trong lòng mình, bây giờ mình cảm thấy như thế nào? Mình đến đây làm cái duyên rồi thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Anh với em thì khoảng cách nó cũng không xa, nên là cái chuyện có thể đến với nhau hay không là do hai đứa có chân thành với nhau hay không. Tình cảm chân thành thì xuất phát từ trái tim, nên là nếu mà hồi trái tim nó đỏ là biết nó chân thành. Dạ. Rồi. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Để bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn rất hợp lý với nhau đấy, nắm tay nhau đi các bạn. Dạ. Ngay bây giờ, đúng giờ này, khắc này, trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ và người nhà của mình, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và có quyền gọi là hôn nhau. Mời bạn trai. Không nghe tóc nó không nghe được. Dán tóc em lên. Dạ. Trời ơi, dễ thương chưa?